Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga cảnh báo NATO về nguy cơ Thế chiến 3. Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo rằng các nước thành viên NATO đang leo thang căng thẳng và có nguy cơ dẫn đến Thế chiến 3. Đại sứ Anatoly Antonov cho rằng hội nghị thượng đỉnh NATO đang tái khẳng định bản chất gây hấn của liên minh này. Ông chỉ trích Mỹ và các đồng minh vì tiếp tục theo đuổi chủ nghĩa quân phiệt và mở rộng quân sự, điều mà ông cho là đe dọa hòa bình thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO từ ngày 9 đến 11 tháng 7 ở Washington, các lãnh đạo NATO dự kiến tập trung thảo luận về cuộc đối đầu với Nga và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Antonov cáo buộc các nước thành viên NATO đang leo thang căng thẳng và thực tế là mở đường cho Thế chiến 3. Ông cho rằng sự tuyệt vọng của các nước này do không thể đánh bại Nga bằng việc sử dụng Ukraine làm lá chắn là lý do chính. Antonov nhấn mạnh rằng trong các sự kiện ở Washington, ông không nghe thấy lời nào về hòa bình mà chỉ có sự cuồng loạn chiến tranh và xúc phạm đối với Nga. NATO, theo ông, đang đe dọa người dân của chính họ và biện minh cho việc tăng mạnh chi tiêu quân sự để hỗ trợ Ukraine. Antonov cho biết chính sách của Mỹ và các đồng minh đang gặp sự phản đối toàn cầu. Ông khẳng định rằng các nước Đông và Nam bán cầu không quay lưng lại với Nga và ủng hộ mục tiêu tạo ra một trật tự thế giới công bằng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lên tiếng, tuyên bố rằng Nga sẽ tiếp tục nói lên sự thật với thế giới, dù các chính phủ và truyền thông phương Tây từ chối nghe. Ông Peskov chỉ trích sự cuồng loạn trên các phương tiện truyền thông phương Tây và khẳng định rằng Moscow sẽ tiếp tục truyền đạt quan điểm của mình. Tuyên bố của Peskov được đưa ra sau khi Ukraine cáo buộc Nga tấn công một bệnh viện nhi ở Kiev mà Nga khẳng định rằng mục tiêu thật sự là một nhà máy tên lửa và rằng bệnh viện bị trúng tên lửa phòng không của Ukraine. Cả Moscow và Kiev đều tiếp tục cáo buộc lẫn nhau trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Ukraine sẽ chặn đứng Nga trong chiến dịch quân sự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đến Washington kêu gọi NATO tăng cường phòng không và cung cấp thêm máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trước đó, Đại sứ Antonov đã cảnh báo rằng việc Mỹ bơm vũ khí sát thương cho Ukraine là một dự án vô ích và rằng Washington không nghĩ đến hậu quả toàn cầu của một thảm họa đang đến gần do chính sách nguy hiểm của mình. NATO họp thượng đỉnh tại Mỹ tập trung 3 chủ đề nóng. Hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay diễn ra tại Mỹ tập trung vào 3 chủ đề chính gồm khả năng răn đe và phòng thủ, sự hỗ trợ cho Ukraine và quan hệ giữa NATO với các đối tác. Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương khai mạc ở thủ đô Washington DC, Mỹ hôm 9 tháng 7 giờ địa phương và kéo dài tới ngày 11 tháng 7. Thượng đỉnh NATO lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi NATO tròn 75 tuổi, vừa chào đón thành viên thứ 32 và tình hình thế giới có nhiều biến động. Trên trang web của mình, NATO cho biết tại hội nghị thượng đỉnh lần này, các nhà lãnh đạo NATO sẽ giải quyết nhiều vấn đề mà liên minh đang đối mặt và nhằm đảm bảo rằng NATO vẫn sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức có thể xảy ra. Theo đó, ba chủ đề chính trong chương trình nghị sự của thượng đỉnh NATO lần này là khả năng răn đe và phòng thủ của NATO, hỗ trợ cho Ukraine và quan hệ giữa NATO và các đối tác. Về khả năng răn đe và phòng thủ, NATO cho rằng sau một loạt sự kiện gần đây, khối đã triển khai khả năng phòng thủ tập thể lớn chưa từng có nhằm bảo vệ tất cả đồng minh từ trên bộ, trên biển, trên không, trên không gian mạng và trong vũ trụ. Theo hãng tin Reuters, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva năm 2023, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí về các kế hoạch phòng thủ lớn đầu tiên của liên minh do Mỹ dẫn đầu trong hơn 3 thập niên qua. Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo NATO được cho là sẽ tiếp tục cập nhật kế hoạch này. Reuters dẫn lời một quan chức NATO cho biết, các nhà hoạch định quân sự của liên minh đã xác định các yêu cầu chi tiết về quân đội và vũ khí cần thiết để bảo vệ liên minh. Phòng không và phòng thủ tên lửa, vũ khí tầm xa, hậu cần
cũng như đội hình cơ động trên bộ quy mô lớn là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. NATO có thể sẽ đặt ra các mục tiêu năng lực đòi hỏi khắt khe hơn cho các đồng minh. Chúng tôi tin tưởng rằng khả năng răn đe của chúng tôi đang và sẽ vẫn mạnh mẽ, vị quan chức này cho biết. Về hỗ trợ Ukraine, phía NATO cho rằng các thành viên tổ chức này đã cung cấp sự hỗ trợ ở mức chưa từng có cho Kiev. Theo hãng tin AP, tại hội nghị thượng đỉnh NATO lần này, các nhà lãnh đạo khối sẽ thông qua kế hoạch mới nhằm phối hợp cung cấp thiết bị cho Ukraine và huấn luyện cho lực lượng này. NATO cũng cho biết tất cả các thành viên liên minh đều đồng ý về việc kết nạp Ukraine làm thành viên và cánh cửa NATO luôn rộng mở cho Ukraine. Dù vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO khi vẫn đang trong xung đột là điều khó có thể xảy ra. Về việc hợp tác với các đồng minh, trong hội nghị thượng đỉnh lần này, các nhà lãnh đạo NATO được cho sẽ tiếp tục thảo luận về quá trình hợp tác với các đối tác chủ chốt, bao gồm các nước châu Âu, khu vực châu Á, Thái Bình Dương và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên minh châu Âu, EU. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, việc hỗ trợ cho Ukraine sẽ là nhiệm vụ cấp bách nhất trong hội nghị thượng đỉnh NATO lần này. Ông Stoltenberg cũng tiết lộ trong hội nghị lần này, các nước NATO sẽ đồng ý một cam kết tài chính cho Ukraine, cũng như mong các nước hỗ trợ quân sự nhanh hơn cho Ukraine và có nhiều hiệp định an ninh song phương hơn. Bóng mây chính trị sẽ che mờ hội nghị thượng đỉnh NATO. Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh NATO năm nay được vạch ra rõ ràng. Dù vậy, theo tờ The Washington Post, vấn đề chính trị của các nước thành viên NATO có thể chiếm sóng hội nghị thượng đỉnh lần này khi ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nền chính trị theo chủ nghĩa biệt lập, cực hữu đang trỗi dậy mạnh mẽ. Theo đó, các vấn đề chính trị nói trên bao gồm quá trình tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden, nước Pháp hậu bầu cử, quốc hội và chính phủ mới ở Anh. Ông Camille Grant, cựu trợ lý Tổng thư ký NATO cho rằng, những mối quan tâm này tác động tới mọi nhà lãnh đạo châu Âu trước hội nghị thượng đỉnh NATO. Họ không muốn biến nó thành một phần của cuộc thảo luận vì phép lịch sự đối với ông Biden, nhưng đó là điều mà mọi người đều nghĩ đến, ông Grant nói. Theo The Washington Post, gần đây, đặc biệt sau phiên tranh luận giữa ông Biden với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại châu Âu chứng kiến sự tăng băn khoăn liệu ông Biden có đủ khả năng đại diện Đảng Dân Chủ hay không. Theo tờ Politico, nhiều chính trị gia NATO những ngày qua bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tuổi tác, sức khỏe và khả năng giành chiến thắng của ông Biden trước ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 của Mỹ. Mặt khác, nhiều người cũng lo ngại rằng tình hình trên có thể tạo ra ưu thế cho ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, kịch bản mà nhiều nước NATO quan ngại. Theo hãng tin Reuters, sở dĩ viễn cảnh về nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump khiến nhiều thành viên NATO lo ngại là vì khi còn tại nhiệm và sau khi rời nhiệm sở, ông Trump thường xuyên chỉ trích các thành viên trong liên minh quân sự này không hoàn thành mục 2% GDP cho quốc phòng. Ông Trump từng thậm chí dọa sẽ rút Mỹ khỏi NATO nếu ông tái đắc cử. Nhận thức được điều này, các quan chức Mỹ đang cố gắng xoa dịu mối lo của các quan chức châu Âu. Họ nhấn mạnh rằng NATO đã đủ sức tồn tại qua mọi biến động chính trị trong hơn 7 thập niên qua. Tuy nhiên, những thách thức dường như đang tăng lên gấp bội và ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị. Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này diễn ra trong bối cảnh Pháp vừa trải qua cuộc bầu cử quốc hội. Liên minh cánh tả giành được nhiều ghế nhất trong quốc hội, kế đến là liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron, và đứng thứ ba là Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia RN. Việc không có đảng nào giành được đa số tuyệt đối tại quốc hội đã khiến chính trường Pháp rơi vào tình trạng bất ổn. Sau bầu cử, quốc hội Pháp bị chia ra làm ba khối với các chương trình nghị sự xung đột lẫn nhau. Điều này khiến quá trình thành lập chính phủ mới ở Pháp trở nên phức tạp hơn. Trong khi đó, cuộc bầu cử hôm 4 tháng 7 ở Anh đã đánh dấu cuộc chuyển giao quyền lực lần đầu tiên sau 14 năm từ sự lãnh đạo của đảng bảo thủ sang công đảng. Điều này có thể phần nào ảnh hưởng quan điểm của Anh với chính sách chung của NATO. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!